Em xin kính chào các anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các anh chị căn 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 2 lô gia bên em, và với tổng diện tích là 60 mét vuông, đó là phòng khách cộng phòng ăn ạ. Với diện tích là 19 mét vuông. Bên ngoài thì chúng ta có một cái lô gia với chiều rộng nó thật là 3,7 mét vuông. Lô gia bên em thì có hai hướng chính, hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Đó, anh chị có thể nhìn sơ qua. Đó, khu này chúng ta có thể để cả nguyên một chậu cây, và đây là phòng khách và phòng ăn của mình. Đó. Chúng ta có thể bố trí như thế này để có một cái view nó thuận lợi hơn và phòng nó được rộng hơn. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ thứ nhất với diện tích là 9,3 mét vuông, và anh chị có thể kê một cái giường ở phía bên phải này. Và đồng thời, sau khi mà chúng ta hoàn thành nội thất xem thì chúng ta vẫn có đủ một cái không gian lớn để chúng ta có thể đi lại và có thể làm việc rất là nhiều thứ ở trong này. Đây, thì ngoài ra trong phòng thì có một cái cửa sổ. Đó, chúng ta có thể nhìn thông qua cái lô gia bên ngoài. Rất là tiện lợi cho cái việc đón gió, ánh sáng tự nhiên vào trong phòng ạ. Thì đây là khu vực bếp với tổng diện tích là 4 mét vuông, thì anh chị có thể trang trí và bày trí như thế này về tủ lạnh, kệ bếp, bột rửa chén. Và đồng thời thì phía ngoài của lô gia này thì chúng ta có một khoảng không rất là rộng với diện tích khoảng 2,4 mét vuông, và anh chị có thể để các cái máy giặt và các cái máy khác ở khu vực này. Đồng thời chúng ta ở phía trên kệ tường thì chúng ta có thể làm xào và treo phơi đồ rất là thoải mái và tự nhiên nếu chúng ta có một cái gia đình đông con. Và chúng ta có thể bắt máy lạnh ở cả khu vực này cho cả hai căn phòng ngủ nữa. Với căn hộ 60 mét vuông này thì chúng ta sẽ được trang bị hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh ở phía ngoài gần cửa ra vào với tổng diện tích là 2,9 mét vuông, và căn nhà vệ sinh thứ hai thì nằm bên trong cái căn phòng ngủ này với tổng diện tích đó là 2,7 mét vuông. Với căn phòng ngủ này thì chúng ta có tổng diện tích là 9,9 mét vuông. Đó, chúng ta có một cái khu cửa sổ để nhìn ra view xung quanh, có thể là hồ điều hòa hoặc là nhìn về thành phố Quy Nhơn tùy theo với hướng và anh chị chọn. Và đây là tin vui cho các anh chị, trong tháng 11 này thì bên em sẽ chính thức mở bán căn Eco Home ở Block 1 với số lượng khoảng 220 căn, trong đó có cả căn một phòng ngủ từ 33 cho đến 35-37 mét vuông, thì giá rất là mềm luôn, với chi phí khoảng tầm 450 triệu cho mỗi căn. Thì chúng ta có thể sở hữu hoàn toàn, có thể sở hữu được căn nhà ở xã hội ưng ý cho mình rồi. Và đồng thời đây là cái thời điểm vàng để cho anh chị có thể đăng ký hồ sơ để chúng ta có thể được duyệt hồ sơ cách sớm nhất, và sau này sau khi mà tháng 11 này mở bán thì chúng ta có được cái cơ hội để chúng ta có thể nhanh chân hơn những cái người đăng ký khác, để chúng ta có thể lựa chọn được những cái căn đẹp nhất ở khu Eco Home như mình. Và mọi chi tiết em sẽ để đường link ở bên dưới, và anh chị click vào đường link và điền và thông tin thì bên xem sẽ có bộ phận chăm sóc liên hệ lại với các anh chị. Và xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và chúc anh chị sẽ có được lựa chọn được những căn hộ mà mình mong muốn. Cảm ơn.